Kênh Chợ Đầu Mối Mâu xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả. Kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình cập nhật giá trái cây tại chợ Đầu Mối Ốc Mâu nha quý vị. Bây giờ là 9 rưỡi rồi. Thì đây là đầu buổi chợ đó quý vị. Đầu buổi chợ mình cập nhật cái giá. Cái gì? 10:40 đúng chợ không? 10:40 hả? Trời ơi, riết mình không biết ngày và giờ luôn. Đi ra mua bịch mận cho khách hàng của mình. Thì mận đây quý vị, mận hồng đầu đá. Thì nó có hai loại quý vị, 140, 180, thì hai loại. Loại to lớn 180, còn mận An Phước nhiêu ạ? Mận An Phước nhiêu Út? Mận An Phước 17 ngàn một ký, là 170. Dưa Long An nhiêu ạ? Dưa Long An 10 ngàn một ký. Cốc Thái nhiêu? Cốc Thái 7 ngàn hả? Cốc Thái 7 ngàn một ký, một bịch 70 ngàn. Ồ, cam đó, cam dây ha, cam chín hả? Cam mật hả? Cam mật nhiêu ạ? Cam mật 15 ngàn một ký, một bịch 10 ký là 150. Nó đi cấp ngang bao nhiêu cái tướng đoạn này bông hả? Ti sô bông hả? Ti sô này nhiêu? 28 hả? Úc 25 ngàn ký bông hả? Ti sô. Rồi ở đây em nó có cái siêu phẩm là hạt dẻ này xuống giá nè, hạt dẻ đẹp lung linh luôn, 45 ngàn đồng một ký. Củ năng nhiêu hả mấy? Củ năng 25 ngàn. Ốc chó 100 hả? Ốc chó hả? Cái gì? Ồ, 120 luôn hả? Wow, lâu quá ra chợ nhiều giá sốc quá quý vị. Ốc chó 120 ngàn đồng ký quý vị. Rồi qua bên đây những cái món khán giả của mình yêu cầu nổi. Bên đây là những người đẹp lựa củ cải. Ở Đài Loan dư ký Úc, dư bịch. Ở Đài Loan 120 ngàn đồng một bịch 10 ký, 12 ngàn đồng một ký. Ở Trân Châu nhiêu Úc? Giá trực tiếp luôn. Ở đây chứ. Ở Trân Châu nhiêu ạ? Trân Châu 150. Trân Châu 150, nữ hoàng. Nữ hoàng 120. Nữ hoàng 120 ruby. 160. Ruby này 160, ruby rẻ nha quý vị. Ruby bữa 190, 200 luôn, 201 luôn. Ruby này rẻ, bà con ăn ở ruby là mua ở ruby nè, hôm bữa tới 200, nay còn có 160 à. Rồi, cập nhật cái ổi giờ bà con nha quý vị. Ổi thì trong bịch vậy. Có cái người bán không mới biết là Trân Châu, nữ hoàng, Đài Loan là bịch nào thôi, còn mình nhìn vô cái nào cũng trắng trắng xanh xanh. Cái nào cũng 10 ký. Củ sắn nhiêu hả? Chữ sắn 6.000 500 đồng một ký, một bịch 65 ngàn. Rồi bên đây sơ ri 3 màu luôn, đẹp lung linh luôn quý vị. Ô, màu xanh nhiều luôn, sơ ri mới tinh nè. Như nhiêu không? Sơ ri gầm tư. Táo hai loại hả? Táo hai loại. Lớn nhiêu? Lớn nhiều nhỏ nhiêu? Lớn 22, nhỏ 16 ngàn. Lớn 22, nhỏ 16 ngàn là táo xanh Ninh Thuận. Lớn 22 ngàn đồng một ký, nhỏ 16 ngàn đồng một ký. Sao cô chê, sao cô chê là nhiêu ạ? Sao cô chê 22 ngàn, giá sĩ đó nha. Ô, xoài này là xoài keo. Xoài keo nhiêu bịch? Xoài keo 101, 11 ngàn đồng một ký. Bây giờ là 10 giờ mấy, gần 11 giờ mà
tình hình đó thì Út chưa có đầy đủ giá. Ai cho anh gửi xe đây, anh qua bên kia anh quay video mí nha. Có nhà bởi đâu? Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn khán giả là chỗ của bán trái cây của Trung á quý vị. Có bán hạt dẻ rang, có cái máy rang luôn. Thì em nó đang chuẩn bị rang nè, đây là cái máy rang nè. Rồi mình đi cập nhật giá trái cây ở đây, rồi giờ mình máy rang đó, cái máy cắt, đúng là biết chú quý chú biết. Máy rang đây, máy rang đây. Rồi em đang cắt á đó. Ủa thấy con có cắt gì đâu à, không phải vẽ miếng vậy hả? Không, nó chỉ cắt ra được cho mình như đây thôi. Tại vì cho mình ghen á, cho nó nở cái hộp ra ra cho không nó... hộp nở ra nó tét nhẹ ra thôi chứ nó không này cắt rồi quý vị, rồi nó tét nhẹ ra. Còn 1 kg rang rồi là giá bao nhiêu? Hỏi chị Hai hả? Chị Hai 1 kg rang rồi giá nhiêu vậy chị Hai? Ký rồi 100.000. Rồi cái giá sỉ á quý vị, 1 kg rang rồi là 100.000. Thì mình sẽ chia sẻ cái công đoạn luôn, từ công đoạn bắt đầu để chuẩn bị rang luôn, rồi vào đây để đem máy rang. Chờ em nó làm lâu quá thì mình ra đây mình coi cái gì mình cập nhật cho khán giả xem video mình luôn. Ồ, ai lấy cái ma nay nhiên bạch à? Lấy cái ma 150.000 một bạch. Trời. Hello. YouTuber. Đây là lấy cái ma 15.000 đồng một ký. Thì bên đây với bên kia có chỗ quý vị, mình quay bên đó với bên đây có chỗ. Thì cũng có mặt hàng như đó. Ca mặt mình cũng review rồi. Ca mặt nè, mặn ăn phước, mặn hồng đầu đá, ổi, hạt dẻ, rồi táo, củ sắn. Rồi mình sang bên đây luôn. Bên đây cà rốt 9.000 đồng một ký, một bịch 10 ký là 90.000. Cái đó cũng tùy loại, cà rốt này lên những loại lớn á, gọi cà rốt cò á gì, chanh công hạt đẹp 90.000 một bọc là 9.000 đồng một ký. Chanh Đà Lạt 10.000 đồng một ký. Thì chanh Đà Lạt với chanh không hạt nó có rất là nhiều loại, rồi size cỡ nữa quý vị, mới cũ là nó có giá nó khác. Cái giá thì bạch đó bán là giá đó, ở đống đó bán giá đó, còn cái đống mới bán giá mới, kiểu vậy đó quý vị. Xả 10.000 đồng một ký, bà con trồng xả là chúc mừng bà con luôn, xả không bao giờ xuống 8.000, 9.000, 10.000, tắt đẹp 80.000 đồng một bọc 10 ký. Rồi qua tới bên đây, trong lúc mình chờ em nó rang hạt dẻ, chanh dây 60.000 5 ký, trái chục ngàn 5 ký, tỏi cô đơn 70.000 một ký, tỏi cô đơn 75.000 một ký, môn môn sọ 18.000 đồng một ký, môn cao môn vàng 25.000, 30.000, 23.000 đồng ký. Thì môn cao vàng á quý vị là 23, 25, 30, 3 loại giá luôn. Củ sắn già mà để mình làm nhân bánh á quý vị, 45.000 đồng một ký.
nhắn. Sắn 40.000 đồng có luôn, 40.000 đồng một bịch củ sắn luôn. Có cái là tại vì mình chung quay ra là mình quay ở giữa cặp nhà ký á ở chỗ này quý vị. Rồi cái bên đó mình được quay chứ mình đi vòng mình dễ vô mình quay là không có được đó nha quý vị. Chứ ai không muốn đi dài lại đằng kia để cập nhật tiếp cho bà con khán giả xem cho nó phong phú cái video, nó cập nhật được nhiều loại khác nhau quý vị. Khoai lang mật 80.000 đồng luôn, một bịch 5kg, 20.000 đồng 1kg. Khoai nhật cũng 20.000 đồng 1kg. Nhưng mà có cái mình ví dụ như chỗ mà mình thân quen á, rồi mình có liên hệ đó quý vị, thành ra khán giả trên kênh Chợ Đầu Mối thông cảm mình quý vị, chứ không phải là mình không có muốn quay cho nó phong phú, muốn lắm mà không được. Ở đằng kia cái gì vậy? Quý anh chị nào hỏi cam sành Vĩnh Long á, ở đằng kia nó bán cam sành Vĩnh Long là 12.000 nha quý vị, 12.000 đồng ký cam sành Vĩnh Long á, loại đẹp vừa, còn cái loại đẹp nữa là 13.000 quý vị. Ở đằng đó quý vị, xa đằng đó mình thấy mình thông tin cho khán giả xem rồi nghe cái thông tin giá vậy chứ quý vị, cái mình lợi đó thì nó ngay không được quý vị. Chẳng hạn mình chạy xe mình đi ngoài đường đó, xin chào hai chú, xin chào hai chú, bé mưa bé nắng gì đâu mà mất tiêu rồi, gì rồi hả? Hết mưa rồi, hết mưa nên bé mưa chứ là thấy không. Ở cam họ bán à, đây vàng của Thấm nè, cách vàng đó bán có sa bô chín, bơ chín, rồi kế nữa là mới tới cam. Thì mình thấy giá cam vậy mình thông tin vậy quý vị, chẳng thà mình ngồi trên xe mình chạy dài thì không ai rầy mình kịp, không ai la mình được, khó lầu lắm, khó chịu lắm chứ không phải đâu. Ấy vậy chứ không phải như vậy quý vị ơi. Ở đây là đầu đường Nguyễn Thị Sóc quý vị. Đây là đầu đường Nguyễn Thị Sóc ra chỗ đèn xanh đèn đỏ luôn nè. Bây giờ là 10 giờ. Ồ, sâm đất kìa. Nhớ có khán giả mình hỏi sâm. Hỏi nhiều lắm mà mình cũng quên. Sáng này có người hỏi bông Thiên Lý. Còn thằng Lý đây đâu có ai bán. Còn có người hỏi xăm, không lấy xăm đất đó ta, mà đâu có để giá quý vị. Thông cảm cho thằng nhỏ không biết giá. Chợ này toàn là đèn, không quay chỗ nào cũng đèn quý vị. Ô đậu, đậu này bao nhiêu ký nha? Đậu nành này là 25.000 đồng một ký này, luộc ăn thú vị lắm nha. Làm cái hình nền đó mà
bây giờ là em bỏ sổ vô cái gì. Đây là bà chủ. Bỏ sổ vô đó, đó đổ vô đó. Vô cái ống. Cái mình dùng ga nè. Ga cái mình bật đó quý vị. Cái để cho nó nóng. Cái ống nó hiện sai. Giống như trộn vậy quý vị. Này. À, chia sẻ cho khán giả mình biết luôn cái cách họ ra đổi xong á nó quay nghe sột 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 trong á nó quay sột sột trong á sỏi 1 ký giá sỉ là 100 ngàn, biết bán lẻ 1 ký là nhiêu mình không biết. Đó đổ vô. Ô bà chủ giỏi quá, cái gì bà chủ làm cũng được. Gần đó rồi nè. Lụm vô. Đóng nóng lên nữa hả? Trời ơi, sao nãy em chưa có đóng nắp mà em dục vô chứ sao mà đóng nắp rồi em nhét vô. Tội nghiệp vậy nha. Rồi. Bao nhiêu phút? Hả? 30 phút. 30 phút quá vậy quý vị, cũng chua ăn lắm nha quý vị. Vừa cái máy cắt nha quý vị, máy cắt hạt dẻ cho nó nứt ra rồi bỏ vô đây á, rồi cái máy này nó gọi là cái máy rang, thì rang nó dùng ga. Còn điện á là dùng để cho nó đảo quá quý vị. Cái trục nó xay thì nó đảo cho nó đều, chín đều á. À, bỏ nó ra. Nóng nóng. Bơ nữa mà không biết khi nào mới bỏ bơ vô. Nóng nóng rồi ha. Nóng lắm ha. Rồi để hồi mình chờ ra cái mẻ này. Chia sẻ hình ảnh rồi bây giờ chín rồi quý vị, chín rồi, bà chủ đang đổ ra. Như anh thấy ra rồi anh tèo lại ta phải không? Ô vậy là một mẻ ra cũng đâu được nhiều đâu. Đó cái này là có thể ăn được rồi đó. Bây giờ là hạt dẻ 100 ngàn 1 ký. Nhà giỏi thiệt chứ. Giỡn vô bạch hả? À vô cái túi.
Dạ. Ồ, nó nổ. Nó mới xì cái bọc á. Vô bạch luôn. Túi, vô túi lưới. Căng luôn. Túi ký. Túi ký hả nha. Dạ. Là một xị. Vô túi một xị. À, cũng đẹp ha. À, lịch sự quá vậy. Rồi, một xị. Này chắc máy xị rồi, không được lít đâu. Rồi ai muốn sẻ thì tới cái chỗ đầu đường Nguyễn Thị Sóc quý vị. Đầu đường Nguyễn Thị Sóc là có bán hạt dẻ luôn, 100.000 đồng một ký rang rồi. Chưa rang là 45.000 một ký. Video này mình muốn cập nhật giá trái cây hàng nông sản và ra đây gặp cái hạt dẻ, cái làm luôn cái hạt dẻ luôn. Nửa cái đó là nửa ký hàng ký. Ký anh. Một ký. Dạ nó nặng không? Nặng ha. 100.000. Anh dẻ là nó sẽ như này. Ừ. Ồ, nóng lắm nha quý vị. Mình lần đầu tiên mình ăn luôn, thấy người ta bán hoài mình không có mua. Ngon chứ, thơm ngọt ngọt, đúng là giống như hột mít nhưng mà nó ngọt hơn, nó chất lượng hơn. À, nó giống như hạt điều thì đúng hơn, nhưng có cái độ béo nó không bằng hạt điều. Không được năm bịch. Rồi ai có muốn ăn hạt dẻ rang thì đến chỗ này quý vị, số điện thoại á mình cứ gọi trực tiếp số điện thoại của chủ luôn, rồi mình làm cái chụp hình thumbnail cái này luôn. Hạt dẻ rang 100k một ký. Video mình đến đây kết thúc quý vị. Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả ở video tiếp theo. Bye bye.